Có ai ở nhà không? Chúng tôi kiểm tra hộ khẩu. Có ai ở nhà không? Mở cửa đi. Làm gì mà công an đêm hôm tới nhà tôi la lối ầm sòm thế kia? Chúng tôi kiểm tra hộ khẩu. Này, tôi là dân địa phương ở đây. Tôi sống ở đây lâu năm, chứ không phải dân tạm trú tạm vắng gì mà kiểm tra hộ khẩu nhé. Chúng tôi tình nghi nhà bà có chứa chấp tội phạm nguy hiểm. Chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ, yêu cầu bà hợp tác. Chồng tôi bị các ông bắt bỏ tù rồi. Úi trời ơi, bây giờ còn bảo tôi là chứa chấp tội phạm nữa là thế nào? Bây giờ chị có mở cửa không thì bảo. Thế ông là ai mà lạc nhằng thế hả? Tôi là cảnh sát hình sự. Úi trời, cái này đặc giả 30 giây, tôi làm được ấy. Đừng có mà hù dọa đây nhé, đây không có sợ đâu. Xin lỗi. Mở không? Làm cái gì đấy? Từ từ người ta mở. Nó chạy kìa. Dạ. Để tôi. Theo. Để tôi. Bà này. Bà này. Bà đi. Anh em lên, Đức Huy cẩn thận rồi. Anh em đứng này, hướng này lên. Đức Huy. Kìa, các cô, dùng trái cây đi chứ. Nói thiệt nha, hồi đó, có những lúc tôi không hiểu nổi tôi là ai nữa. Bởi vì lúc nào, bên cạnh tôi cũng có Ngọc Mai và Huyền Trang. Hai người phụ nữ xinh đẹp và đáng yêu nhất. Giờ vì nhiệm vụ anh phải chọn tôi đúng không? Một phần thôi. Con người chứ đâu phải là gỗ đá hả em? Cho nên là đêm nay tôi phải nói một sự thật như thế này. Tôi muốn cái gì tôi chưa làm được thì con trai tôi phải làm được. Tôi muốn Đắc Vi phải có minh thư, phiên bản đẹp nhất của Nguyệt Trang. Thôi chuyện đó cứ để tụi nhỏ nó tự quyết định đi. Nhưng mà dù sao dân biệt động của tụi mình vẫn mãi mãi sống tốt, sống có trách nhiệm với nhau. Dạ, đúng rồi đó anh chị. Minh Trang nói đúng đó, mình phải sống tốt với nhau và sống tốt với tất cả xã hội này nữa. Như vậy mới không hổ danh là biệt động chứ, đúng không? Nghe nói mấy năm nay cô ba đi làm từ thiện dữ lắm phải không? Có đáng là bao nhiêu đâu chị. Vả lại cuộc sống của vợ chồng em á, làm được đồng nào á thì làm từ thiện hết à, chứ biết làm gì nữa. Thôi, tôi xin các cô, cái chuyện từ thiện thì hãy để tuần sau họp mặt ở nhà tôi chúng ta sẽ bàn tiếp. Dạ. Còn trong đêm nay tôi chỉ muốn tất cả mọi người ở đây bàn đến một chuyên đề duy nhất, đó là chuyện Đắc Vi và Minh Thư. Mà khoan, để tôi điện cho nó xem nó đang ở đâu. Nó cũng phải biết ba má và các cô của nó đang rất lo cho tương lai của nó.
Ờ. Uống đi em. Anh uống. Uống đi em. Uống đi. Ờ. Vô. Anh nên làm ơn chở em ra bến xe em tay cái. Tụi tôi đang chờ khách quen trong khách sạn. Ở bên kia có xe kìa anh. Dạ dạ, cảm ơn anh. Chào anh. Lần đầu tiên em. Dạ. Anh Tư ơi, bữa nay em trẻ lại mấy tuổi rồi anh Tư ơi. Quá sung sướng Tư ơi. Từng quá. Ngon à. Nữa nha. À, mình về phòng đi. Anh uống hết đi rồi mình đi. Về đi cho tôi có phật sống nè. Anh mệt lắm rồi. Lên phòng đóng bóp cho anh nghe cưng. Nghe cưng. Thôi, anh uống hết cái này đi. Dạ chào ông. Dạ mời ông. Ừ. Đưa đi cưng. Đang ở đâu? Em ở phòng 203, Dự Linh ở phòng 302. Có một tên vệ sĩ đứng gác ở ngoài. Còn các khu khác, em nghĩ là không khó vào như khu này đâu anh. Thôi được rồi, ok. Thưa chú, có tín hiệu của Minh Thư rồi ạ. Cô ấy dặn Dự Linh ở phòng 203, 302. Cho ba tổ xuất phát cùng một lúc, đặc biệt là khu VIP. Xong chưa em? Sao lâu quá vậy em? Xong chưa? Anh tỉnh rồi hả? Có mấy ly mà nhầm nhò ăn gì? Thôi, anh cứ chờ ở ngoài đó đi nha. Em mới tắm được có một nửa người thôi à. Thôi mở cửa đi, vô anh tắm chung với em luôn đó. Thôi, anh đợi một chút đi, nha. Em sắp xong rồi nè. Nhìn lên, nhìn lên. Ủa?
lên. Alo. Alo, dạ thưa giám đốc, công an đến kiểm tra khách sạn mình đông lắm. Tập trung bảo vệ khu VIP. Dạ, vậy con rút ngay hai con nhỏ đó về phòng bí mật. Dạ. Con lại đi. Đứng im, không được chạy. Chú Tư, công an đến kiểm tra. Chú Tám nói chú có cho con bé này tạm lánh sang một bên. Chừng nào công an đi, con sẽ đem con bé này đến lại với chú. Con bé trong toilet kìa. Vậy hả? Vậy để con vô nghe chú. Mở cửa. Mở cửa lẹ lên, công an tới kìa. Mở cửa lẹ lên. Mở cửa đi, công an tới kìa. Đi lẹ lên. Gì vậy? Đi theo tôi đi. Ê, chưa mặc đồ mà. Đi. Tất cả lên đầu, lục soát kỹ. Rõ. Tới từ. Rớt dép rồi. Thôi đi. Lẹ lên. Lẹ lên. Tử. Vô. Nghe tao nói nè, tụi bay ở yên trong đây, khi nào công an đi tao sẽ thả tụi bay ra. Tụi bay nhớ, cắm cái miệng lại nghe chưa? Nhớ chưa? Alo. Alo, tôi nghe đây. Anh Bảy ơi, nguy rồi. Công an kiểm tra đột xuất. Họ đông người lắm. Anh có cách nào giúp em cái vụ này không anh Bảy? Cứ bình tĩnh để tôi tính. Nhưng mà kể từ bây giờ cấm không được gọi điện thoại cho tôi và cả thằng hai nữa, nghe không? Dạ. Tôi nghe. Báo cáo, chúng tôi đã kiểm tra tất cả các phòng. Chỉ có 4 vị khách lớn tuổi là có đầy đủ giấy tờ tùy thân, còn lại hầu như không có. Tiếp tục chốt giữ các ngõ ra vào của khu vực này. Chắc chắn lát nữa sẽ có tín hiệu của người chúng ta cần tìm. Đó. Vậy là vẫn chưa có tín hiệu của Diệu Linh và Minh Thư hả chú? Chưa. Nhưng chú chắc là Minh Thư đủ thông minh để phát tín hiệu. Ê, mới vào nghề hả? Mới vào nghề sao mà lột xác nhanh vậy? Nhìn tụi mày cũng đẹp, chắc mỗi đêm cũng kiếm được vài vé ha. Chỉ được cái mã bề ngoài, chứ bộ dạng của con này dễ gì mà đi moi tiền của thiên hạ. Mẹ, vậy mà nó nói làm đây an toàn. Làm chưa được tuần mà công an nó gõ cửa rồi. Biết vậy tao làm chút khác. Dạ, không phải có ai đâu anh. Dạ, lập. Dạ.
Hay là bây giờ á, em dẫn mấy anh lên cái phòng nhỏ ở trên cầu thang để em dẫn mấy anh qua bệnh kiểm tra. Mày bị muốn chết hả? Mày, mà... mày bị điên hả? Tôi yêu cầu anh mở cửa phòng. Bỏ dạ anh ơi, ra, mở làm gì anh? Đây á chỉ là cái phòng cũ, tụi em đã bỏ lâu rồi, đâu có chìa khóa đâu anh. Bây giờ anh mở cửa hay là tôi phá cửa? Dạ. Các đồng chí phá cửa. Đó. À. Dạ. Vậy để tôi mở cho. Quần áo của các cô đâu? Tại sao lại ăn mặc như vậy? Dạ tụi em để đồ trên phòng á. Mấy anh làm ơn đưa tụi em lên phòng mặc đồ đi. Rồi mấy anh muốn tra khảo gì cũng được á. Không ai tra khảo các cô cả. Chỉ cần các cô khai đúng sự thật những gì mà các cô đã làm tối nay. Mời các cô theo tôi. Sao ông nói với tôi là chỗ này an toàn lắm? Vô làm chưa được một tuần nữa là bị công an gõ cửa rồi. Ông phải trả tiền cọc lại cho tôi đó. Báo cáo anh, không có ai hết. Đó, các anh thấy chưa? Các anh làm việc vô nguyên tắc. Tôi từ ngoài kia vô đây công tác, có giấy tờ tùy thân hẳn hoi, và có cả công lệnh nữa. Căn phòng này tôi thuê coi như tư gia của tôi trong suốt thời gian tôi lưu trú ở đây. Các anh không có quyền khám xét khi chưa có lệnh của viện kiểm sát. Các anh hiểu chưa? Mong ông thông cảm. Chúng tôi được lệnh báo có một cô gái từ phòng hát lên đây với ông. Tôi sẽ kiện các anh về tội xâm phạm đời tư và tội vu khống người khác. Các anh chỉ mới nghe tin, không chịu xác minh, tự nhiên đột nhập vào đây khám xét là sao? Chúng tôi không khám xét, chúng tôi chỉ yêu cầu ông mở cửa để chúng tôi tiến hành kiểm tra coi cô bé có trong phòng ông hay không. Giờ đó các anh thấy đó, chỉ có mỗi mình tôi. Nhìn gì, tôi mời các anh đi ra khỏi phòng để tôi được nghỉ ngơi. Sáng mai tôi còn làm việc với nhiều cơ quan đầu ngành của thành phố. Chú. Chú chưa còn xin lại bộ đồ. Đồ gì? Bộ đồ con để ở trong toilet á. Ủa? Bộ đồ con treo ở trong toilet để đâu rồi hả chú? Đồ nào? Mà con là ai chứ? Ủa chú nói gì kỳ vậy? Ông Tám bắt con người hát với chú. Đang hát thì chú bắt con vô đây mà. Con vô phòng con tắm, con để bộ đồ ở trong đó mà. Mà bây giờ ông thấy đâu hết á. Bây giờ ông có định trả quần áo cho cô gái này hay không? Đồ con đâu rồi chú? Nếu ông không trả thì buộc chúng tôi sẽ tiến hành khám xét căn phòng này. Đúng là đồ của cháu nè. Đồ của em đây nè anh. Cô đi vô mặc đồ đi, rồi ra tiến hành lập biên bản. Dạ. Mong các đồng chí thông cảm. Quả thật là tôi cũng chạng vạng sai rồi, nên tôi cũng không làm chủ được những hành vi của mình. Các đồng chí cứ hỏi cháu gái đó xem. Thật tình tôi chưa hề đụng tới cọng tóc của cổ. Đụng hay không đụng, chờ cô gái ra rồi sẽ rõ. Mời anh uống à. Thú thật với anh, tôi đoán chắc đây là âm mưu của thằng Tư Rỗ trả thù tôi đó. Anh nói vậy là có ý gì? Thì đồng chí cứ hỏi,
đồng chí Đắc Vi hay là đồng chí Cao Dũng là biết. Mấy hôm trước chính tôi đã giúp các đồng chí ấy triệt phá một ổ cờ bạc nguy hiểm do thằng Tư Rỗ cầm đầu. Đó là hai việc khác nhau. Việc mà anh giúp cơ quan công an triệt phá ổ cờ bạc, nó sẽ được ghi nhận. Còn hôm nay, qua kết quả kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông có tổ chức mại dâm thì ông vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Đồng chí căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Căn cứ vào buổi khám xét hôm nay. Báo cáo thủ trưởng, tại khu vực massage, chúng tôi bắt quả tang 3 cặp đang có hành vi mua bán dâm và 5 trường hợp vi phạm quy định của nhà nước về sử dụng lao động. Bậy bạ, bậy bạ hết sức á. Xin phép đồng chí cho tôi xuống dưới coi cái đứa nào nó dám làm việc bậy bạ này. Không có ngày nào mà tôi không nhắc nhở giáo dục nhân viên của tôi phải chấp hành đúng nội quy ghi trên tấm bảng. Ông hãy bình tĩnh. Bây giờ tôi xin mời ông xuống khu vực massage để tiến hành lập biên bản. Mời ông. Nhanh lên, lên xe. Nhanh đi. Nhanh lên đi. Đi mau lên. Tránh ra. Anh ơi, tránh ra một bên đi. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra một bên đi, tránh ra hết đi. Ra ngoài đi, ra ngoài. Ra ngoài hết. Nhanh lên, ra ngoài đi. Nhanh lên. Sao? Con coi phim thấy có hay không? Dạ hay lắm. Vậy hả? Dạ. Con đói chưa? Dạ con đói rồi. Bây giờ cả nhà mình đi ăn nghe. Hay quá ba. Gần chỗ em ở có quán hủ tiếu ngon lắm. À. Ừ. Ý con sao? Cô Trang Hạ ăn gì con ăn cái đó. Vậy mình đi ha. Cô Minh Trang này kỳ thiệt nha. Minh, Minh à, hẹn vợ chồng mình tới chơi mà không nói con gái ở nhà tiếp khách là sao? Ủa, em còn thức hả? Chắc là con bé ở nước ngoài nó mới về, nó còn ham đi chơi với bạn bè mà. Mà thằng Vi nhà mình nó có tới đâu mà bắt cháu nó phải chờ. Mình nói tới Đắc Vi em mới nhớ. Từ tối đến giờ em gọi điện cho nó khóa máy hoài em không gọi được. Chắc là nó ngủ, không muốn ai quấy rầy. Mình không biết tính con rồi. Nó có hai cái máy điện thoại. Một máy nó mở suốt 24/24 giờ. Nếu vậy thì chắc là nó đang làm nhiệm vụ. Mà nó làm nhiệm vụ thì nó phải tắt máy chứ, đúng không? Thôi, em phải gọi lại cho con lần nữa coi sao. Ôi trời. Không nghe tiếng nói của nó là em ngủ không được đâu.
Đưa đây. Ngủ đi. Ôi trời. Mai điện cho con nó cũng được. Mai thế nào nó cũng nghe mà. Ngủ ngon ha. Ừ. Anh ngủ ngon. Cảm ơn. Được rồi. Được rồi, không sao. Ông phải nằm đây nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe hẳn đi. Có gì đâu mà vài ngày. Chỉ bị thương ở phần mềm thôi mà. Phần mềm thì phần mềm chứ. Không cẩn thận là nhiễm trùng đấy. Tôi biết rồi. Đây không phải là lần đầu tiên đâu. Ừ. Để tôi ra mua trong bát phở nóng, ăn cho lại sức. Ừ. Của ông này. Đắc Chi hả? Dạ, em đây. Tình hình sao rồi? Báo cáo với anh, em đã lập công. Sao? Bắt được rồi à? Sao lại vậy? Dạ, em đã bắt được rồi. Và đã giao cho anh em bên công an huyện giữ. Thế nào? Cậu vẫn còn nguyên vẹn cả đó chứ? Dạ, em chỉ bị phần mềm thôi, không sao đâu. Vậy hả? Thôi, tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Nếu có gì, anh sẽ gọi điện lại sau. Dạ, 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 dạ. Dạ, con nghe má ơi. Con hả? Sao đêm qua con không mở máy? Ba má lo cho con quá. Má cứ nói với ba, đêm qua con lại lập công. Ủa vậy hả con? Con nói chuyện với ba nè. Chào con, ba má chúc mừng con. Con nhớ giữ gìn sức khỏe ha. Dạ, con biết rồi mà. Khi nào về, con sẽ kể lại cho ba má nghe. Chuyện đêm hôm qua rất ly kỳ và gây cấn. Thôi con nghỉ ngơi đi nha. Dạ, 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 chào ba má. Dạ đây thưa cán bộ. Dạ. Ông khai chưa chính xác. Từ sau giải phóng, ông chưa có tiền án tiền sự. Nhưng trong hồ sơ của Tổng nha cảnh sát Ngụy Quyền Sài Gòn để lại thì ông có một tiền án và hai tiền sự, đúng không? Dạ thưa cán bộ, em tưởng là tiền án tiền sự hồi ngụy không tính à. Ông phạm tội giết người, bị án phạt 5 năm tù, sao lại không tính? Dạ thưa, hồi đó tụi em là đệ tử của ông Bảy Xoài, nên ông chỉ đâu đánh đó. Mà thực tế không có trận hỗn chiến đó, em cũng chém được có 2 nhát à. Rồi bị đám đệ tử của Tư Mít đập cho mấy gậy, xỉu luôn. Để trả công cho ông Bảy Xoài đã cho ông Minh Đức để xây khách sạn Thịnh Dưỡng, đúng không? Dạ không không không, không phải vậy đâu. Sự thực cái miếng đất đó là của một cái người đánh bài thua, đem cầm cố cho ông Bảy Xoài. Em là người mua lại của ông với giá rẻ. Cán bộ thừa biết hồi năm 74-75 á, chiến tranh loạn lạc, giá đất rẻ, đất cát ở thành phố này nó rẻ như bèo á. Dạ thưa cán bộ, em viết như vậy được chưa ạ?
Những gì chưa đúng tôi sẽ hỏi thêm. Dạ cán bộ cứ hỏi à, em sẽ khai hết. Ừ. Đêm qua khi bị bắt, cô đã nói gì với nhân viên điều hành phòng hát, cô còn nhớ không? Dạ em quên rồi. Hử? À mà em nhớ rồi, em đòi ổng tiền đặt cọc. Cô hãy giải thích về số tiền đặt cọc này. Dạ thưa cán bộ, là như vậy. Em vốn là nhân viên ở quán karaoke Giọt Nhớ. Ở đó em được coi là người đắt xô nhất. Khách quen đến đó ai cũng yêu cầu được ngồi với em hết. Và em cũng được nhận nhiều tiền bo nhất. Cách đây một tháng, chính ông Tám là người dẫn khách đến đó hát. Ông khen em đẹp và hát hay, nên có ý muốn mời em về Thịnh Vượng làm. Ông có nói với em, em về làm ở Thịnh Vượng thì mức thu nhập sẽ tăng gấp 5 lần so với làm ở Giọt Nhớ. Em còn lưỡng lự, chưa có nhận lời ổng. Thì bữa sau, ổng cho nhân viên tới gạ gẫm tiếp. Nó nói với em á, là ở Thịnh Vượng không chỉ có phòng hát mà còn có khách sạn rất là an toàn nữa. Mỗi lần em tiếp khách trên phòng 1-2 tiếng là có được vài vé. Lúc đó em đang cần tiền để trả nợ nên đành nghe theo lời tụi nó. Thôi, chuyện cờ bạc đứt cát giữa ông với ông ấy xoài, để sau này chúng tôi sẽ hỏi. Còn bây giờ, ông khai về việc tổ chức mại dâm ở khách sạn Thịnh Vượng. Chà, các bộ thấy đó, cái cơ ngơi của tôi lớn như vậy, bao nhiêu năm nay chúng tôi làm ăn phát đạt như vậy, có lẽ nào mà tôi lại tổ chức mại dâm? Tôi đoán đây chắc chắn là âm mưu của cái kẻ nào xấu mà nó hãm hại tôi, đem gái vô nó gài bẫy tôi đó. Nhưng lời khai của các cô gái bị bắt quả tang tối hôm qua lại không chứng tỏ gì sự gài bẫy. Thậm chí có những lời khai chứng tỏ ông đã chủ trương cưỡng ép người ta tiếp những vị khách có tiền và những người thân thiết với ông. Dạ thưa, dạ thưa. Vậy cô đã về làm cho Thịnh Vượng bao lâu và tiếp khách mấy lần? Dạ em về Thịnh Vượng làm mới được có 8 ngày và tiếp khách chỉ 6-7 lần. Mỗi lần bao nhiêu tiền? Dạ mấy ông khách ở đó keo lắm, mỗi lần như vậy em chỉ có được 1 vé à. Cô hãy nói rõ thêm về khoản tiền đặt cọc. Dạ sau khi tụi em về đó làm được 1 tuần, thấy tụi em kiếm cũng được nên thằng bảo kê nó kiếm chuyện. Nó nói với tụi em á, muốn làm việc lâu dài ở đó thì phải nộp 30% phí thu nhập, gọi là tiền đảm bảo an toàn, và còn phải nộp thêm 10 triệu đồng tiền cọc nữa, gọi là lấy giấy tạm trú tạm vắng. Tụi em cứ tính đi tính lại, nộp thế kiểu đó mà mỗi tháng làm cũng trên dưới 10 triệu rồi, nên đành chấp nhận. Ai dè làm mới được có 8 ngày đã bị bắt. Crime lords are fighting the dust. Sao không thấy cái TV nó phát cái tin Thịnh Vượng ngày hôm qua vậy? Hôm qua tụi đó thấy mấy nhà báo đứng trước cửa mà cảnh sát không cho vô. Chắc là cái vụ này do tay chân của tụi Tư Trổ trả thù đó. Bà tính cái vụ này cô chú Tám thế nào? Làm y như cách cứu Lê Tươi, nhưng mà Tám hẹn nó giàu hơn, cho nên là mình phải bắt con vợ nó phải chi cho đậm. Nhưng cái vụ ông Lê Tươi còn chưa đâu vào đâu mà bác. Sao mày ngu quá, cần gì phải đâu vào đâu. Càng dây dưa thì gia đình nó càng phải theo, mà theo á thì mình lại càng hốt tiền. Vậy là ba con mình phải diễn một trò với hai bà vợ của hai ổng rồi, buộc hai bà phải xì tiền ra. Đây cũng là một canh mạng.
Nhưng có khác á, là một canh bạc đặt cược của cả một đời người. Ngày xưa khi ba mày đã có tiếng tăm, cho bọn Lê Tư và Tam Hẹn chỉ là bọn khô rách áo ôm thôi. Nó chỉ có được cái máu liều, rồi lại được ba nâng đỡ, cho nên mới có được cái cơ ngơi như ngày hôm nay. Nhưng mà có lẽ trời chỉ cho tụi nó hưởng lộc đến như vậy thôi. Bà nói gì ghê vậy? Vậy cha con mình hưởng của lộc tới chừng nào? Ngày xưa khi ba mày đã có tiếng tăm, cái bọn Lê Tư và Tam Hẹn chỉ là bọn khô rách áo ôm thôi. Tụi nó chỉ có được cái máu liều, rồi lại được ba nâng đỡ, cho nên mới có được cái cơ ngơi như ngày hôm nay. Nhưng mà có lẽ trời chỉ cho tụi nó hưởng lộc đến như vậy thôi. Bà nói gì ghê vậy? Vậy cha con mình hưởng của lộc tới chừng nào? Ai mà biết được. Nhưng mà qua cái nạn năm trước á, mới thấy cái mạng của bà lớn lắm. Chỉ có điều à, bà thấy á, là đã đến lúc phải gom tiền. Phải gom cho thiệt nhiều tiền để đi ra khỏi cái đất nước này. Phải lập nghiệp ở một phương trời khác, nơi mà không ai biết đến quá khứ của cha con mình. Đến lúc đó thì hy vọng cha con mình mới đổi đời được. Con hiểu ý ba rồi. Nếu hiểu được thì tốt. Nè, nhưng mà trước mắt con phải gọi điện thoại cho thằng cha Lý, làm cái cớ để nói cho con vợ của thằng Tâm Hẹn nó chi tiền. Nhưng người ông nói sao ba? Trời, sao mày ngu quá. Phải nắm được tình hình đêm qua thì mới gọi được chứ. Để con gọi cho thằng Đắc Vi hỏi xem thế nào nha. Đúng vậy, chỉ có thằng Đắc Vi mới biết được vụ này thôi. Alo. Chắc là thủ trưởng chỉ huy cuộc tập kích Thịnh Dượng đêm qua nên giờ này chưa về nổi chứ gì. Ai vậy? Thịnh Dượng bị tập kích mà anh là ai? Em là Hai Quý ở nhà hàng Lê Lửng đây. Anh vừa nói gì? Nói lại tôi nghe coi. Làm sao lại có chuyện như vậy được? Ông nghe hay là ông nhìn thấy? Chính mắt em nhìn thấy hàng chục anh công an đứng trước khách sạn, và sau đó ông Tám bị còng tay đưa lên xe cùng với một số gái nữa. Tôi đang công tác ngoài Bắc, để tôi kiểm tra thông tin này xem đã. Ông đi công tác mà. Alo anh nghe. Anh Cao Dũng hả? Anh có biết gì về vụ khách sạn Thịnh Dượng bị khám xét tối qua không? Không. Nhưng mà em nghe thông tin ở đâu? Vậy tối qua anh đi đâu? Anh ở đâu? Hôm qua anh đưa cháu Cao Ly đi coi phim. Vậy là đúng rồi. Không biết đơn vị nào làm chuyện đó nữa. Địa bàn mình phụ trách, cơ sở mình gây dựng, vậy mà phút chốc tan thành mây khói. Thật không hiểu ra làm sao cả. Đó cũng chỉ là chuyện bình thường trong công tác nghiệp vụ thôi mà em. Thôi, để anh xem xét kỹ, rồi anh sẽ trao đổi lại với em. Dạ. Yeah. Chuyện gì à? Không có. Sao không thấy một cái thông tin nào hết vậy?
cha đó muốn hỏi cái vụ Thịnh Vượng đó. Dạ chào chú. Hai quý à? Dạ. Chú cảm thấy rất buồn vì những chuyện xảy ra ở trong ấy. Có chuyện gì không chú? Ở chỗ Thân Tình, chú mới giới thiệu cho hai người khách VIP vào chỗ Tám Hẹn ăn nghỉ. Ai ngờ Tám Hẹn làm chú mất mặt quá. Dạ, thực tình với chú là cho đến giờ ba con cháu cũng không hay biết gì về tin Thịnh Vượng cả. Cháu đóng kịch với chú đấy à? Suốt từ sáng đến giờ ở ngoài này, chú phải chạy đôn chạy đáo dạm ngõ mấy ông để chuẩn bị lo cho Tám Hẹn. Mà trong ấy ba cháu vẫn bình chân như vậy là sao? Cháu thấy là báo chí trong này chưa có một dòng nào viết về Thịnh Vượng cả. Có việc gì thì chú nói đi. Tối hôm qua công an đột nhập bắt một số em út chỗ Thịnh Vượng. May là hai người khách của chú chưa làm chuyện gì nên mới thoát nạn. À, chắc là họ kiểm tra đám nhân viên chưa đủ giấy tờ nên họ làm phách lên chút xíu vậy mà. Với lại mấy cái điểm mà hát hò massage ở trong này, nhân viên không có đủ giấy tờ là chuyện bình thường, chẳng có gì chú à. Này, đừng có nói với chú bằng cái giọng vô cảm đấy nhé. Ở chỗ Thân Tình với ba cháu và Tám Hẹn, chú mới phải lo lắng như thế. Ba cháu đâu? Chú muốn nói chuyện với ba cháu. Dạ, ba cháu đi uống cà phê rồi, lát về cháu sẽ báo lại. Mẹ kiếp, chắc chắn bố con mày phải chạy đến cửa của bố mày, để rồi bố bóp cổ bố con mày lè lưỡi ra cho mà xem. Cái thằng cha Lý này qua mặt ba, gửi mấy thằng cha háo gái vào cái chỗ của Tám Hẹn. Chết là phải. Nếu như ông gọi điện thoại cho ba thì sao? Nếu mà cha Lý gọi điện thoại cho ba, thì ba sẽ có cách để mà moi tiền của Tám Hẹn. Nhưng mà lần này thì ba sẽ có cách khiến cho nó không thể nuốt hết cái số tiền của Tám Hẹn, mà phải nhường lại cho ba một phần lớn. Vậy ba tính thế nào? Thì còn tính thế nào nữa? Nhờ bọn Chi Chi nhúng tay vào cái vụ hai ông khách bị bắt ở Thịnh Vượng á, Chi Chi nó viết bài, rồi mình giữ lấy để mặc cả với cha Lý. Bà đúng là cao kiến nha. Với lời khai này của Lý Lan, Hà Tin Tin và các cô gái làm ở phòng massage số 789 thì chắc chắn tên Tám Hẹn sẽ phải ra tòa để nhận án tù. Chắc Minh Thư về, đỡ con ra ngoài chú. Chào cô. Chào chú. Làm gì nhìn em dữ vậy? Mà nè, anh có biết ông già đã nói gì với em trước mặt mấy anh công an không? Lão già nào? À, có phải một trong hai lão già đi Camry màu đen hai chấm đến Thịnh Vượng lúc 22:10 không? Trời ghê quá nha. Ai mà làm vợ của anh á, chắc chết. Thôi, đừng giỡn nữa. Ta nói gì vậy? Ông ấy nói á là tôi chưa động được tới sợi tóc nào của cô hết. Anh có dám hỏi chuyện đó đâu. Anh muốn nhìn xem sau một đêm thức trắng em có tiều tụy đi nhiều không. Một đêm thức trắng nhầm nhò gì so với việc em phải làm quen với mấy cô gái ghê gớm đó đâu. Ủa, mà em đã hỏi được những gì rồi?
Thôi, để lát nữa có chú hai rồi em báo cáo luôn. Chị Trang Hai gọi nè. Dạ em nghe đi chị. Tại sao một tuần lễ vừa rồi không gọi điện về? Dạ em đi công tác xa. Mà ở nhà có chuyện gì vui không chị? Có chuyện vui. Tối hôm qua chị và anh Cao Dũng đi coi phim. Lúc đưa chị về, anh Cao Dũng đã ngỏ lời cầu hôn với chị. Chị nói là... Để hỏi ý kiến của em coi làm sao. Em thấy làm sao? Vậy từ sáng giờ anh gọi cho chị chưa? Chưa. Nhưng mà chị cũng muốn chờ ý kiến em như thế nào đã. Theo em thì sao? Ý của em là vậy. Chắc là anh tới đó. Để chị mở cửa rồi chị gọi cho em sau nha. Dạ. Anh vô đi. Bữa nay có vẻ anh không được khỏe hả? Có một chuyện làm anh buồn quá. Chuyện gia đình phải không? Không. Chuyện đơn vị. Vậy hả anh? Mà thôi, chuyện này có nói ra thì em cũng không hiểu được đâu. Anh uống nước đi nè. Nếu không có gì bí mật, anh phải kể cho em biết. Biết đâu em có thể chia sẻ được với anh. Thôi được. Chuyện thế này em à. Tối hôm qua có một tổ công tác đặc biệt ở cục đến bắt quả tang một vụ mại dâm tại khách sạn nằm trên địa bàn anh phụ trách. Em đọc báo chí vẫn hay xảy ra những chuyện tương tự mà. Đúng, đây là một trong những việc làm bình thường của ngành công an. Nhưng trong vụ việc này anh lại bị liên đới. Ông chủ khách sạn lại là chỗ quen biết đối với anh. Nhưng mối quan hệ giữa anh và ông ấy là hoàn toàn trong sáng chứ. Đúng. Hơn 10 năm công tác, anh luôn luôn rèn luyện phấn đấu để giữ gìn sự trong sáng của các mối quan hệ. Nhưng tại sao anh phải buồn? Tại sao lại không buồn được chứ hả em? Chính cái ông chủ khách sạn bị bắt đêm hôm qua chính là Tám Hẹn. Người đã hẹn em, anh và bé Cao Ly xuống Vũng Tàu đó. Như vậy cũng đáng buồn thật. Như vậy có nghĩa là việc anh và em và bé Cao Ly được mời xuống Vũng Tàu là có sự toan tính hả anh? Anh cũng nghĩ thế. Chính vì vậy, hôm nay anh đến để xin rút lại lời cầu hôn đối với em tối đêm qua. Sao vậy anh? Trang Hà, anh không xứng đáng đối với em đâu. Anh là người đàn ông không mang được hạnh phúc đến cho em. Anh thành thật xin lỗi em. Anh thành thật xin lỗi em. Nói chung, những gì cô gái này đã khai rất giống với những gì đã kể với con. Và rất giống với những gì con đã trực tiếp chứng kiến. Nhưng có một điều rất lạ là ngoài Diệu Linh ra thì không một cô gái nào nhắc đến đường dây gái gọi và hệ thống bảo kê của hai quý ở khách sạn này à. Theo nguồn tin của trinh sát thì cha con Bể Xoài đã kiếm lợi nhuận rất nhiều từ các hoạt động mại dâm và dịch vụ bảo kê ở Thịnh Dượng. Nhưng để tìm được lời khai về thủ đoạn của cha con Bảy Xoài lại rất khó. Cháu nghĩ cũng như vụ Diệu Vàng,
Cha con Bảy Sòi đang tìm cách moi tiền Tám Hẹn. Đúng vậy. Chỉ nội nhật ngày hôm nay, vợ con của Tám Hẹn sẽ phải đến gặp Bảy Sòi. Vì vậy mà Minh Thư phải chuẩn bị trở về vị trí ở đài quan sát. Dạ. Chú cho cháu về gặp má một lát. Dạ, cháu cũng có việc để nói với cô bé Ba. Được thôi. Dạ. Để anh đưa em về. Ừ, mình đi. Nè, cháu nhớ nói với má là chú rất nhớ cái nồi lẩu cá kèo của má cháu đó nha. Dạ, con sẽ nói ạ. Dạ chào cô. Giang Quân vẫn thường xuyên điện về báo tin của con, nhưng mà không hiểu sao suốt đêm qua má vẫn không chợp mắt được. Má, con lớn rồi mà má. Con đói bụng không? Má chuẩn bị đồ ăn xong hết rồi đó. Dạ. Lúc gần trưa có một chị Thuận Úy đem cho con ổ bánh mì và chai nước. Chưa bao giờ con thấy bánh mì ngon như vậy. Rồi sao? Có ăn cơm không để má dọn nè? Dạ thôi, con no quá à. Con ăn tạm cái gì thôi má. Ừ. Anh uống nước. Anh có nghe chú Hai nói bao giờ thì thả Diệu Linh không? Diệu Linh phải tạm giữ theo đúng quy định của pháp luật. Chiều nay bác sĩ sẽ xuống để khám bệnh cho các cô gái bị bắt tối qua để phân loại. Như vậy không được, vì chính em là người đã động viên Diệu Linh diễn cùng với em kia mà. Em yên tâm đi, Diệu Linh đã có một nữ trinh sát đến để động viên cô ấy thay cho em rồi. Đúng ra anh phải là người động viên cho Diệu Linh mới đúng. Sao em lại nói như vậy? Tại em đoán Diệu Linh đang coi anh là thần tượng. Mỗi lần nhắc đến anh, từ lời nói và ánh mắt của cô ấy rất lạ. Thôi, không nói chuyện này nữa. Giờ anh gọi điện cho chị Trang Hạ chút nha. Ừ. Chuyện của anh Cao Dũng và chị Trang Hạ, mình phải làm sao hả anh? Anh hoàn toàn ủng hộ và thấy mình phải có trách nhiệm vun đắp hạnh phúc cho họ em à. Ừ. Nếu như anh Cao Dũng biết đêm qua anh em mình là tác giả của phương án triệt phá ổ mại dâm ở Thịnh Dương thì sao hả anh? Thế nào rồi anh cũng biết. Nhưng khi đó chắc chắn anh phải cảm ơn mình, đúng không? Anh quan điểm thế nào về hạnh phúc mà lại nói với em như vậy? Em biết đó. Anh chỉ là một người lính lương ba cọc ba đồng. Còn em lại là một ca sĩ. Ca sĩ thì sao chứ? Nhưng ít nhất em cũng cần phải có những bộ quần áo đẹp, phấn son, phương tiện đi lại nữa. Để làm thế nào khi xuất hiện trước công chúng phải thật sự đàng hoàng chứ? Trước khi quen biết anh, em vẫn tự xoay sở được. Với lại, anh cũng biết thừa rằng ca sĩ dòng nhạc dân gian tụi em
có đối tượng phục vụ khác với dòng nhạc trẻ, cho nên cũng không quá câu nệ về thời trang mà. Còn một điều hết sức quan trọng anh muốn nói với em. Em biết thôi, cái nghề của anh luôn luôn phải rèn luyện. Chỉ cần một phút sơ sẩy, lơ là mất cảnh giác là sẽ bị trả giá. Không những chỉ làm liên lụy, làm khổ tất cả những người thân chung quanh, mà ngay lập tức sẽ trở thành người thất nghiệp. Anh nghĩ lúc đó chắc em không chịu đựng nổi đâu. Alo, tôi nghe. Alo, chị hả? Ừ. Hồi nãy chị hỏi ý kiến em như thế nào phải không? Ừ. Em đồng ý cả hai tay, và bạn gái của em cũng hoàn toàn ủng hộ chị nữa. Chị xin lỗi, coi như chị chưa nói gì nha. Ủa, chị nói cái gì kỳ vậy? Chị lại thay đổi ý kiến nữa à? Sáng giờ chị với anh nói chuyện gì với nhau mà sao chị lại thay đổi ý kiến lẹ vậy? Không, chuyện dài lắm, lúc nào em về chị sẽ kể. Chị cúp máy nha. Chị, em đoán chuyện của anh Cao Dũng trục trặc có liên quan đến vụ Thịnh Vượng đêm qua. Nếu như vậy thì giờ anh phải về động viên chị hai thôi. Anh nên xin ý kiến của chú hai. Và em nghĩ anh không nên xuất hiện trước mặt anh Cao Dũng lúc này. Ừ. Con về đó, để em ra mở cửa. Ừ, đi từ từ thôi. Coi kìa. Đắc Di về đó anh. Chào ba, chào má. Tay con bị sao vậy? Sao không điện để ba má đi đón con? Dạ, con muốn dành cho má sự bất ngờ. Với lại con thấy chuyến đi lần này chẳng có gì vui hết. Nè, nói tóm lại thì cái nhiệm vụ lần này con có hoàn thành không? Dạ thưa ba, con đã hoàn thành được nhiệm vụ của cấp trên giao. Anh em trong đơn vị cho rằng phải mất một tháng hoặc vài tháng mới tóm được tên tội phạm nguy hiểm này. Vì mà chỉ có 5 ngày giữa đất Bắc mênh mông, con đã tóm được hắn. À, con bị thương có nặng, có đau lắm không con? Dạ, chỉ bị trúng đạn phần mềm thôi. Trúng đạn có sao không con? Nè, để cho con nó nghỉ ngơi cái đã. Lên nhà con. Trời ơi. Con à. Dạ. Ăn cơm luôn đi rồi tắm rửa sau. Dạ. Má nấu đó thấy ngon không? Dạ ngon. Ừ, nghe nè. Ờ, cấp trên vừa điện thoại xuống cho lãnh đạo đội. Nhưng anh Cao Dũng đi vắng rồi. Ủa, anh đi đâu mà có gọi được cho anh không? Ờ, có gì không?
Được rồi, mình vừa mới về tới nhà, có gì mình viết cho. Ai điện cho con vậy? Dạ, Xuân Đức, đồng nghiệp của con. Gọi nói con viết báo cáo thành tích gửi lên cấp trên, vậy thôi. Ba má rất tự hào về con đó nghe. Dạ. Lần này con được khen đột xuất, mình phải tổ chức để ăn mừng mới được anh ha. Ăn đi con. Từ khi mà anh về nước tới bây giờ đó, anh chưa gặp bạn bè của con. Anh muốn nhân cái dịp này sẽ mời họ một bữa cơm thân mật em ha. Mình mời mẹ con, chị Minh Trang, cô bé Ba luôn nha anh. Ờ. À, con thấy ba má tính vậy được không? Dạ được ạ. Hay là mình chọn nhà hàng nào có nhiều thức ăn ngon á, rồi mình kêu họ mang tới nhà, ăn ở nhà ấm cúng hơn anh à. Cái này thì phải nghe anh. Theo anh thì ta nên đãi ở nhà hàng luôn, để cho em khỏi cực. Với lại không có gây ồn ào trong khu phố, con ha. Vô nhà hàng để con lo cho. Vậy thì em phải điện cho Minh Trang và bé Ba biết để họ còn chuẩn bị chứ. Nhưng mà em chỉ nên nói là anh cần gặp mọi người. Khoan nói tới cái chuyện Đắc Vi, nghe chưa? Ừ, đúng đó. Để lúc mình ăn tiệc xong, mình hé mở từ từ con trai được khen thưởng, họ phải bất ngờ chứ. Em thiệt tình. Thôi ba má ăn cơm đi. Cả nhà ăn cơm. Ăn đi con. Dạ. Đây. Cảm ơn ba. Ăn đi. Anh ăn thêm một chén nữa đi. Thôi, anh no lắm rồi. Nè anh. Cảm ơn em. Chút nữa ăn xong em đào cho anh nghe nha. Vô đi. Dạ thưa anh, đây là bản quyết toán thu chi trong tuần vừa qua. Xin anh xem và xác nhận giùm. Vậy nghĩa là sao? Tuần này giảm hơn tuần trước tới 50 triệu là thế nào? Dạ thưa anh, việc này là do số đồ ăn mang đến các điểm lưu động giảm tới 2/3. Số khách đến đặt tiệc có phục vụ cao múa nhạc giảm đi gần nửa. Thôi được rồi, để chút tôi ký. Dạ. Alo, chuyện gì vậy? Cứ cái đài này là đóng cửa nhà hàng chắc luôn ba. Trời lời lỗi còn khỏi lo. Ba đã có cái khác buồn qua. Sáu nhà em vừa gọi điện thoại cho ba phàn nàn là tại sao chưa mở lại mấy cái sòng bạc ở bờ sông. Nhưng mà sau cái vụ tư rỗ và tâm hẹn, ba phải lên cho các sòng bạc phải ngưng lại một thời gian để nghe ngóng. Sòng bạc thì ba lo, còn nhà hàng này thì ba phải để con. Không tự chủ theo kiểu cũ được. Con phải nghĩ cách phục vụ khác con à. Ba cứ lo đâu không. Bây giờ các nhà hàng ở Sài Gòn, gái ngồi cho khách thiếu gì? Từ ngồi, từ ngã xuống nằm, từ sờ mó ve vuốt, rồi máu lên, rồi lại hẹn đến cái nhà nghỉ nọ khách sạn này kia, phiền lắm. Có gì đâu ba, ra khỏi nhà hàng, họ có ngủ với nhau cũng không liên quan gì tới mình. Nhưng bây giờ, bọn cái của Tám Hẹn Lê Tươi đã bị tóm hết rồi, con định tuyển ở đâu ra vậy? Đó là nghề của con mà. Nhưng em nhẹm cái chuyện con gái ôm ở cái phòng ăn á, là con phải duy trì cái hình thức ca nhạc lành mạnh công khai ở mấy cái phòng ăn lớn nè và mấy cái phòng ăn VIP nữa. Con sẽ tiếp tục mời những ca sĩ hát nhạc dân ca, cải lương và hát nhạc đỏ luôn. Con phải đổi món lạ hơn kìa. Ba vừa mới sực nhớ ra một số các cái người lùn ở cái thành phố này.
hay lắm. Trời ơi ba ơi, gái đẹp, hát hay, ca sĩ hát ngọt như là mật rót vào tai, mà người ta còn không nghe, huống hồ chi mấy người lùn. Vậy mới đọc chứ, con cứ nghe ba làm thử coi. Thôi được rồi, con sẽ nghe lời ba. Chiều nay con sẽ cho đệ tử đi mời họ liền. Nếu họ nhận lời á, lập tức con phải lo quảng cáo quanh nhà hàng để thử xem phản ứng của khách ra làm sao. Dạ. Rồi,